Con đấy là con gì vậy bạn? Dạ Minh Thành. Dạ tràng. Con dạ tràng hả? Đúng. Có một cái sự tích về gì nè? Dạ tràng. Những cái hạt tròn ở biển này là những gì? Những hạt cát. Những hạt cát hả? Tại sao lại có những hạt cát tròn tròn như vậy, những cái viên tròn 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 như thế? Lý do tại sao vậy? Cái màu của giả tràng nó cực kỳ là giống màu của cá. Cái con giả tràng hồi nãy nó nói là chào các bạn mình là giả tràng ấy. Nó nói vậy ấy. Màu của nó cực kỳ là giống màu của cát. Nhìn các bạn cực kỳ khó thấy luôn. Cực kỳ khó thấy luôn á. Phải quan sát thật kỹ. Nó chỉ còn tí đồng đậy là nó đi liền. Con, giả tràng bên đây nè, quay được clip về giả tràng nè. Wow, giả tràng nhiều cỡ đó à. Nó đang xây cáp luôn, nhìn cái cảnh tượng nó đang xây cáp luôn kìa con. Cảnh tượng nó đang xây tổ là vậy ấy. Ừ, nó đang xây cáp. Hay không? Nó đang xây một cái cục cáp. Con thấy nhìn cái cảnh nó xây cáp, bà quay phim cảnh ấy, cảnh nó xây cáp nè con. Nó xây từng viên cáp một. À ha. Nó nhanh, siêu nhanh luôn ha. Bắt được chưa? Bắt được. Mỏi chân quá. Rồi, chào các bạn, kết thúc video con. Khá là dài. Con không chịu đâu, con muốn bắt tiếp. Không, cứ bắt thì bắt đi, nhưng mà cứ kết thúc video tại đây nha. Không. Con không nói gì hết rồi các bạn chứ nè. Ấy, thì ở đây có rất là nhiều lỗ chứng tỏ con giả tràng ấy, nó sống ở đây cũng khá là nhiều rồi. Nó có phải là loài bản địa không ba? Thì loài bản địa đó con. Hả, là loài bản địa? Nhưng mà nhiều bãi biển có, nhưng mà bãi biển Nha Trang ít Thành ha. Ít hả? Bãi biển Nha Trang thì chắc là ít chất dinh dưỡng quá. Ở đây nhiều chất dinh dưỡng hơn, thành ra là giả tràng nhiều hơn sao? Ô hay, sao có mấy cái cục to như cửa này? Là do cái tay của con á, hồi nãy con bấu bấu cát cái gì. Uống nước dừa, mai trong làm ly nước dừa xuống. Lâu đài cũng hay nè. Kết thúc video tại đây nha. Không. Tại vì bộ nhớ sắp đầy rồi. Ok, cũng được.